Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một cái bài thứ hai của cái trình học vẽ cơ bản của phần Photoshop. Vậy thì cái trình học, cái phần học thứ hai này ấy, tôi sẽ dạy các bạn đi sâu vào phần cách làm quen với đầu bút này, cách chúng ta đi bút như thế nào này, cách chúng ta dùng opacity ra làm sao cho cái hình vẽ của chúng ta. Ok. Vậy thì cái bài tập hôm nay đó chính là chúng ta sẽ vẽ ba cái hình, bốn cái hình như thế này. Đầu tiên là khối tròn, thứ hai là khối búp, thứ ba là khối trụ và thứ tư là khối chóp. Vậy thì cái bài này giải quyết được những công việc gì? Chúng ta sẽ giải quyết được những công việc như sau. Thứ nhất là chúng ta hiểu ánh sáng nó đi như thế nào, đúng không ạ? Ánh sáng nó sẽ đi như thế nào? Chúng ta sẽ hiểu ngay là ánh sáng, cách bố trí ánh sáng từ đâu tới. Thứ hai là cách chúng ta đi đi cái mảng tối như thế nào là hợp lý. Đó, đây là sáng nhé các bạn. Đi cái phần tối này như thế nào là hợp lý. Vậy thì như bài hôm trước tôi có hướng dẫn cho các bạn là cứ gần gần sáng là tối mà gần tối là sáng. Góc này sẽ là đậm và nhạt mạnh nhất này. Ở đây thì có cái góc này đậm và nhạt mạnh này. Nó sẽ không thể hiện hết được đâu, nhưng mà đây góc này là mọi người sẽ thấy được. Ok ạ. Còn bóng thì khu vực này đậm, khu vực này mờ này. Ok. Vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy các bạn cách chúng ta dùng bút là một, cái thứ hai nữa chúng ta vẽ như nào để ra được cái hình tròn này. Kiến thức của cái hình này bao gồm như sau. Tạo một layer mới, chúng ta sẽ vẽ lên trên này, đưa cái mảng hình này sang bên góc bên này, chúng ta nhìn nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta tạo một layer mới này, vẽ hình tròn ra, ellipse, một cái hình tròn. Việc đầu tiên chúng ta làm đó chính là chúng ta cho màu đậm nhất vào bên đấy, bên trong cái hình tròn đấy. Chúng ta vẽ trắng đen nhé mọi người, đưa hình màu đậm này. Thì chúng ta đổ màu bằng cách Alt Delete hay Control Delete tùy mọi người. Tiếp đến nhé, chúng ta sẽ dùng brush để chúng ta vẽ. Đầu tiên chúng ta cứ lên đậm dần, từ đậm lên nhạt dần, nhạt dần, nhạt dần, và opacity giảm dần, giảm dần. Thì đây, cái thanh kiểu của nó là như này. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe. Opacity nó sẽ thể hiện ở đây, vừa đầu bút vừa opacity. Chúng ta sẽ có cái kiểu cách thức nó làm như sau. Ví dụ opacity đầu tiên là 100%. Opacity của đầu bút ấy là 100%. Size đầu bút, tôi ví dụ tôi cho size đầu bút là 100 đi. Size của đầu bút là 100. Tôi ghi ở đây là độ mờ rõ của đầu bút là 100 nha. Để cho mọi người hiểu này. Size của nó chính là kích thước đầu bút. Kích thước bút là 100. Thì nó sẽ cho chúng ta ra được một cái màu nó như thế này. Nó là một cái màu như thế này. Ví dụ thế. Độ mờ rõ nhé, có nghĩa là opacity ấy. Khi opacity chúng ta sẽ tạo vùng này, đến lúc opacity nó rơi vào tầm 50
OICT nó rơi vào tầm 50. Phần trăm. Đây là 100. OBIT nó đi được 50% thì đầu bút nhá. Để hai dòng thì thể hiện nhá. Thì đầu bút của chúng ta nó giảm xuống còn, nó nhỏ hơn, nó giảm xuống còn 60, size của 60 chẳng hạn. Có nghĩa là gì? Nó là nó giảm mất đi 40% của cái đầu bút. Thì nó sẽ ra được một cái hình kiểu dạng như thế này. Hút trực tiếp màu ở đây nhá. Hút trực tiếp màu đó. Đây. Chúng ta hút trực tiếp màu. Và đến phần tiếp theo đó như là chúng ta hút màu để chúng ta chọn màu sáng dần lên theo cái trục này. Sáng dần lên theo cái trục này. Vậy thì đang là màu đen như thế này, chúng ta tăng lên tầm gấp một hình tròn trong cái phần màu đây. Chúng đang chọn đây, gấp một hình tròn. Nhấn OK. Đầu bút lúc trước tôi đang dùng đó là tôi dùng đầu bút mềm nhé. Đối với cái hình này tôi dùng bé thôi. Thì tôi giảm dần này. Lúc đầu nó đang to như thế này. Đang to như thế này, vẽ là nó mất hết cả cái độ đậm kia. Thì tôi sẽ không không để như thế mà tôi chỉ để là như thế này. Nó nhỏ hơn như thế này, tôi quanh một vùng ở đây. Tôi đang trừ lại cái phần này. Trừ lại cái phần này. Vậy thì là gì? Ở đây sẽ có 3 trạng thái. Kích thước 100% nhé ạ. Đây sẽ có 3 trạng thái này. Đây là màu 100%. Màu này thì màu này ấy nói là 100% thôi nhưng mà tùy thuộc vào màu, có nghĩa là 100% trong chính nó nhé mọi người nhé, chứ không phải là 100% màu đen đâu, mà 100% trong chính nó. Ví dụ là chúng ta chọn màu này nó cũng là 100% của chính cái màu này, và nó được giảm thì nó cứ giảm theo cái ô tròn này thôi, hình tròn này như này nó giảm lên thôi. Thế sẽ ra đẹp được. Thì màu sắc ở đây chúng ta sẽ chọn nó rơi vào tầm gấp 1. Gọi về sáng nhé. Về hướng sáng nhé, gấp 1 vòng tròn. OK. Gấp một cái vòng tròn ở bên trong đó. Cho nhỏ lại. Vậy thì là gì? Thì chúng ta sẽ được cái hình nó như thế này. Bây giờ chúng ta thực hành cho nó giữa bên dưới này. Chọn layer này. Layer này nhá. Chọn layer, một layer mới. Dùng công cụ hút màu, hút ở đây, tăng lên một hình tròn màu sáng. Dùng công cụ brush to gần bằng với cái hình kia. Vẽ ra. Đấy. Sau đó kích chuột phải chọn click clipping mask để nó xóa cái vùng bên ngoài đi. Vậy thì là gì? Như thế là chúng ta đang đi đúng khoa học. Đó như là gì? Độ mờ rõ. Opacity có thể là chúng ta sẽ không cần phải dùng 50% đâu cũng được, mà chúng ta cứ đến 100% cũng được. Nhưng cái quan trọng nhất là cái phần chọn màu ở đây. Tiếp đến, bây giờ tôi lại giật tiếp ở khu vực này nhá. Lúc trước là đầu bút nó sẽ đi đến đây, đúng không ạ? Đầu bút lúc trước là nó sẽ đi như thế, nó sẽ đi đến khu vực này, đến đây chẳng hạn, nó vòng lên, vòng ngược lên đây, vòng ngược lên đây. Vậy thì bây giờ tôi sẽ không đi đầu bút như thế nữa, mà lại tôi đi giật lùi lại, càng ngày nó càng nhỏ dần. Nó đang to như này này, nó càng nhỏ dần về đây này, nó càng nhỏ dần về đây, nó càng sáng càng nhỏ dần, đầu bút nó càng nhỏ dần. Sau đó là nó sẽ hơi dần tròn lại này, gần gần tròn này nhá. Đến đây là hơi gần gần tròn này này, đến đây là tròn này, đấy, đến đây là tròn này. Thì điểm sáng nhất chính là khu vực này. Vậy tại sao nó lại như thế? Bởi vì sao?
nó là khối tròn nên là nó sẽ không bao giờ nó mất đi cái hình tròn, và cái điểm sáng nhất ở đây nó không bao giờ nó nằm ở mép này vì nó là khối cầu mà. Ok ạ, bây giờ tôi nói cho các bạn dễ hiểu, dễ hiểu hơn là nói thông số trên này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến này, hút bảo sáng ở đây, tăng tiếp lên, tăng hơi mạnh tay chút lên trên cũng được, hơn hơn gấp một hình tròn cũng được, không sao. Sau đó tiếp tục đi giữ chuột nhé, không chúng ta không dùng chuột bằng cách như này nhé, không nhấp nhấp như này, không nhấp như thế, mà chúng ta phải giữ chuột luôn như thế này, chúng ta quét nó ra, để giữ chuột luôn thế này, chúng ta quét này. Ok, tiếp đến tăng tiếp độ sáng lên, độ size của bút nhỏ lại một chút. Đấy. Đấy, chúng ta để như thế. Đến phần này chúng ta mới sử dụng opacity một chút này. Đấy, chúng ta dần dần chúng ta cho nó êm vào với nhau. Đấy. Tiếp đến chúng ta tăng sáng lên theo trục đứng đấy. Và tiếp tục chúng ta đang dùng opacity là 23 cũng ok nhá. Đấy, chúng ta kích kích vài cái nó sáng lên. Đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta dùng cái sáng ở lên. Sáng đến đây chúng ta sáng gấp 2 hoặc 3 lần cái hình tròn nhé, cho nó mạnh lên, tặng một layer mới cho chắc ăn, cũng kích có ripping mark đi đấy, điểm vào đây nhỏ, và nhỏ sai lại, điểm vào đây. Tiếp đến là một cái màu sáng B, nó nhỏ dần đấy mọi người đấy. Tiếp đến là một cái màu sáng hẳn này, điểm vào đây thì cả nhà thấy là gì, là nó đã có khối rồi, nhìn cảm giác nó đã có khối rồi. Ok, bây giờ cái khối của nó là như thế này, chúng ta không cần quan tâm đến phần này nữa nhé, chúng ta dùng cái phần brush này mọi người dễ hiểu hơn này. Tiếp đến này, chúng ta đã nhìn thấy cái khối nó đã được như thế này rồi. Tiếp đến mọi người nhìn thấy này, cái viên viên đây sẽ sáng nhờ vào cái nền màu trắng ở dưới này. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc đấy như sau. Tạo một cái layer mới tiếp. Layer trắng. Rồi các bạn nhé. Xong crisping mask đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm màu trắng ở đây, thì chúng ta sẽ hút cái khu vực màu ở đây này. Dùng công cụ y ngắn hút khu vực màu ở đây. Dùng brush tool to. Không đi thẳng vào đây, mạnh vào đây nhá, mà đi cái diểm cái mép của bút ấy, nó sẽ chám vào cái hình chúng ta một ít như này thôi, thì nó tạo độ mềm đấy, nó mềm dần dần lên này đây chẳng hạn đây. Đấy. Ok, sáng lên một chút này, sáng nhiều quá thì opacity phải giảm bớt đi nhá, để chúng ta chủ động trong cái việc tạo ra cái ánh sáng. Nhỏ vợ nhỏ đầu bút lại một chút đấy. Như thế đấy là mọi người đã thấy được là gì, nó đã có một cái hệ thống luồng ánh sáng, và mọi người nhìn thấy này, ở đằng xa nó mờ này đúng không ạ, và ở đây mình đang rõ, thì lát nữa mình sẽ làm cái việc đấy sau nhé. Sáng nhất là khu vực này nhé. Ok. À không, sáng nhất trong cái vùng tối thôi. Còn vùng sáng nhất vẫn là khu vực này mọi người nhé. Tạo layer mới cho tôi một cái layer trắng nữa. Cũng dùng Creeping Mask. Opacity tăng lên. Tăng lên tầm 12. Size tăng lên một chút. Chúng ta bắt đầu đi lên cái khu vực này cho nó sáng dần lên nhé. Đấy, thêm một chút. Ok. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, khu vực bên dưới này cần phải sáng hơn này. Ok rồi, như thế là mọi người đã nhìn thấy là gì, là chúng ta đã ra được một cái khối khối tròn, và để cái khối này nó đẹp ấy, chúng ta cần phải có một cái bóng đổ bên dưới và cái nền bên dưới. Cái bóng bên dưới thì mọi người chọn cho tôi một cái layer nằm bên dưới cái layer của bóng này, layer hình khối cầu này, layer dưới nhá.
hút cái màu đậm ở đây luôn. Sau đó các bạn vẽ cho tôi một cái hình, nó là hình vuông thì chúng ta dùng pen tool nó để vẽ nhé, vuông như này. Nhưng mà nó không phải là hình vuông, nó là cái hình dạng hình elip, thì chúng ta dùng cái công cụ elip chúng ta vẽ ra một cái nền như thế. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái đậm vào đấy bằng cách Opacity tăng lên à, khu vực này này. Như tôi nói với các bạn, rồi là gì, là cái khu vực này chúng ta cứ cho nó đẩy đi nhé, lát nữa chúng ta xóa nó sau. Các bạn nhìn thấy này, như thế này nó cứng quá đúng không, ánh sáng nó quá cứng, nó phải có độ êm độ mềm như bài trước tôi đã nói với các bạn, thì độ êm độ mềm nó nằm ở thể hiện như cái bài này khá là tốt đúng không ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó nằm xuống một chút nữa này. Giờ chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Blur Tool để làm mềm cái cạnh đằng sau kia đi. Các bạn thấy không? Blur Tool này. Cái cạnh ở gần này thì rõ hơn nhá, thì chúng ta đi bút qua lại ít thôi. Nó đã mềm thế này ok rồi này. Sau đó là dùng công cụ Eraser Tool để xóa cho nó mềm dần đi. Dùng Blur Tool này là để cho nó mềm cái góc của nó, góc cạnh của nó không giống như tờ giấy chúng ta cắt chúng ta dán lên đấy nhá. Còn dùng Eraser Tool này là để chúng ta xóa bớt cái màu này đi để cho nó êm êm vào bên trong, và phải dùng cái đầu bút mềm nhá. Opacity có thể giảm xuống một chút để chúng ta đi cho nó ok nhất có thể. Cái màu đậm này nó sẽ nằm ở trong khoảng này này, nằm trong khoảng này mọi người này. Đấy, nằm trong khoảng này, đây nó cũng không đậm mấy đâu, nó ở trong khoảng này này, đến đây đúng là chạy đến đây chứ khu vực này không đậm mấy đâu nhá. Đây, ở đây mọi người thấy này, chính bản thân đây cũng thấy này. Đấy, là nó là như thế. Eraser Tool xóa bớt khu vực bên này đi. Eraser Tool xong vẫn chưa đủ này, khu vực bên này vẫn đang còn chưa mờ hẳn này. Đấy, cho nó mờ êm vào bên trong hình. À, êm vào bên trong của cái nền ấy. Mọi người sẽ nhìn thấy nó khác này. Eraser Tool này cho nó êm này, xóa xóa này. Êm dần vào bên trong này. À, ok, như thế là chúng ta đã lên được cái một cái khối tròn cách lần rất là đơn giản như thế thôi. Đấy, muốn cho cái đoạn này nó ok hơn một chút thì dùng hút màu ở đây luôn, chúng ta Opacity giảm giảm Opacity vào bớt, chúng ta vẽ thêm lên cho nó có độ mềm đấy, độ lan tỏa nhá. Ok ạ, hút màu ở đây, Opacity nhỏ lại. Vẽ thì chúng ta cũng không cần tính toán nhiều đâu, cứ về kỹ thuật nó là như thế. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ thả nó nhá, hình như những cái nét như thế cũng ok, không vấn đề gì. Đấy, về cơ bản thì mọi người nhìn thấy cái chất liệu chúng ta đi nó theo hình xoay xoáy như này. Như bài hôm trước tôi nói với mọi người, đây nó là theo bạn, nó theo cái xoáy như này nhá. Như bài hôm trước tôi đã nói với mọi người là gì, là cái cách thức đi bút này, thì hôm nay tôi đã nói với các bạn cái cách thức đi bút. Còn buổi hôm trước tôi nói với các bạn về cái phần gì nhỉ, đậm nhạt, thì đây là khu vực đậm nhất đúng không ạ, đây là khu vực sáng nhất, ánh sáng đập vào đây, đây là khu vực bản thân cái khu vực này nó là khu vực tối nhưng mà nó bị ánh sáng phản quang đấy, đập vào đây, và khu vực này phản quang mạnh bởi cái này nó đập ngược lên, ok không ạ. Thế mọi người đã hiểu về cái phần này rồi đúng không ạ. Bây giờ chúng ta quay sang cái khối khác, nó cũng như tương tự như thế thôi. Chúng ta tiếp tục với cái khối khác này. Khối này chúng ta cho nó vào một cái group đi.
tạo một khối mới. Khối mới chúng ta lại tiếp tục cắt cái khối hình vuông này sang. Mọi người nhận định cho tôi là gì? Hình vuông này góc nào sáng nhất? Mặt bên này sáng nhất, mặt này sáng nhì và mặt này sáng ba. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái khối khối vuông. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy này, hình vuông này nó nằm trong phối cảnh. Thôi thì chúng ta sẽ căn nhé, chúng ta căn nhé, chúng ta căn nó. Đầu tiên là chúng ta sẽ căn như thế này. Ok, hơi méo méo tí thì chúng ta đang làm chung trên một layer thì chúng ta sẽ phải thay đổi nó luôn. Đây. Ok. Như thế này là ra được cái hình vuông. Bây giờ cái cách vẽ như thế này, dùng pen, chúng ta tạo một layer rồi, tạo một nét rồi, dùng pen tool đóng khung cái nét này lại và đính chính lại cái hình làm sao cho nó đẹp nhất có thể. Ctrl Enter, tạo một layer mới, chọn màu ở đây, đổ màu nhạt nhạt cho nó. Chúng ta đổ trực tiếp lên từng mảng này cũng được. Còn nếu không, chúng ta sẽ làm bằng cách là tạo cái khung này này, cho nó đầy khung này, sau đó chúng ta đổ màu full vào đấy, giống như làm hình tròn ấy cũng được. Như thế này. Đấy. Cái nét này cho lên trên, cái layer nét cho lên trên. Ok. Khóa cái layer nét lại. Tiếp đấy là lại tiếp tục dùng pen để chúng ta khoanh từng mặt một của cái hình đấy. Và bây giờ chúng ta đã có cơ sở về màu đậm để chúng ta đưa lên rồi. Hút cái màu đậm ở đây, tăng độ sáng lên, đưa màu sáng vào đấy. Đây là mặt trên cùng. Còn mặt bên phải này nó sáng hơn thì chúng ta đưa mặt bên phải sáng hơn. Undulator. Sáng hơn cũng trong cái khu vực phạm vi màu đấy. Tăng sáng lên. Đấy. Ok, không sao cả. Như vậy là chúng ta đã có một sáng, một tối và một trung gian rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào đấy để cho cái khối này này, làm thế nào đấy để cho cái khối này nó có đậm, có nhạt cho hình, đậm nhạt cho hình của chúng ta. Muốn có đậm nhạt cho hình thì chúng ta cần phải lại tiếp tục dùng một layer nằm bên trên nó, dùng Creeping Mask để làm việc. Bây giờ là chúng ta sẽ nhìn thấy khu vực này đậm hơn một chút trong cái khoảng sáng này và khu vực góc này sáng hơn một chút, thì chúng ta hút cái màu trực tiếp ở đấy xong cho nó
xuống dưới một chút này, rồi rung và rớt tuôn đi nó vào, đi vào đây, thậm chí còn tối hơn một chút nữa. Đấy, còn khu vực trên này sáng nhất, hút màu đây tăng sáng lên. Kệ nó nhá, nó sang nguyên hình nhà bên kệ nó mọi người nhé, không có sao hết. Ok. Bây giờ nó sang bên kia thì chúng ta dùng pen tool để xóa nó đi thôi. Vậy thôi là xong, xong cái phần đó, đính chính lại cái hình vuông này nhé. Đấy. Đây là chúng ta đang học theo kiểu dạng như thế nào để hiểu được bản chất và cách đi bút thì tôi sẽ nói sau, nhưng chúng ta phải hiểu được bản chất cụ thể của ánh sáng nó đi như thế nào thì các bạn mới làm được những cái khác. Tiếp tục tạo một layer mới cũng dùng clip mask, sau đó hút cái màu đậm ở đây tăng sáng lên một chút trong cái khu vực phạm vi đó, rồi lại cũng dùng cái màu này để chúng ta xử lý nó như thế. Tiếp tục tăng lên, nó là ánh sáng phản quang của cái nền nó phản lên. Đương nhiên nó sẽ không bao giờ sáng bằng cái trên này đâu nhá, vì trên này lát nữa chúng ta còn phải tăng sáng lên. Ok, tiếp tục dùng pen tool, cắt bỏ này đi, cái này là cái phần phụ thôi, chỉ tôi chỉ nói không, không. Đấy, tiếp đấy mặt trên cùng đây là mặt trên cùng, tạo layer mới đi, khoanh vùng tạo layer mới cũng được, dùng clip mask luôn cho nó chắc ăn. Hút cái màu trên mặt trên cùng này, sau đó lại tăng sáng lên, dùng góc này sáng lên đây nhá, góc ngoài kia sáng lên mọi người kìa. Đấy nhá, góc này tối nhất này tăng sáng lên, thậm chí nó còn buông ra ngoài nền như tôi đã nói với các bạn như bài trước. Góc này thì nó lại đang bị quyết ở đây. Màu đây. Cái đầu tiên. Ok. Như vậy là chúng ta đã hiểu được cái ánh sáng nó đi như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái bóng của nó. Bóng của nó. Tạo một layer mới nằm bên dưới cùng. Thì cái bóng của nó sẽ bắt đầu từ cái góc này chạy xuống này. Mọi người chú ý nhé. Góc này chạy xuống. Chạy đến đây. Chạy đến đây. Chạy đến đây. Khi vẽ chúng ta áng chừng và nó mở dần ra thì chúng ta không cần phải đo đạc giống kiểu luật sao gần kia nữa. Cái đấy tôi sẽ nói sau ở phần khác. Nhưng cái phần này thì các bạn nhìn như thế, nó là như thế, bắt đầu từ đây. Đến góc này nhấn Ctrl Enter, đổ màu đen vào đấy. Như thế là mọi người đã thấy nó đang ra dần dần rồi. Dùng công cụ crop chúng ta chỉnh xong đây. Để xa xa đây làm việc em dễ này. Đấy. Vậy thì cũng như cái phần này thôi. Chúng ta lại tiếp tục
Giờ các em cho cái đúp vào đây, nó tạo một chọn đấy. Hút màu đây cũng là một cách, hút màu nền đắp vào cũng là một cách. Đây này. Đắp vào như này cũng là một cách nhá. Nhưng cách thứ hai ấy là chúng ta sẽ dùng Ether Tool và Blur Tool giống như lúc đầu ấy chúng ta làm đấy. Làm vậy thôi. Cứ từ tốn thôi. Đậm nhất là góc này nhá. Sau đó lại Ether Tool. Đấy. Ether Tool. Sau đó lại Blur Tool tiếp. Cứ như thế chúng ta làm việc thôi. Trong Blur Tool này có cái phần Smooth Tool này. Phần này nó cũng làm cho hình nó sẽ mờ đi, nó có gì nó hơi méo méo đi, nó nhéo một chút không sao mà nó tạo ra độ tự nhiên của nó. Em sẽ tuôn tiếp. Ok, như thế là mọi người đã nhìn thấy là cái hình vuông của chúng ta nó sẽ có những cái cạnh như thế. Bây giờ chúng ta đi sâu vào từng cái một thì nó là như thế này. Hút màu đây, brush đây đúng không ạ, chạy thẳng đây, tạo ra cái cạnh mà nó có thể nói là cái cạnh nó bị mài mòn đấy, nó sẽ sáng nhất đấy, nó không tối đâu. Brush tool. Chúng ta sẽ hút cái màu bên cạnh này, sau đó tăng lên một chút thôi, màu sáng bên cạnh thì nó hay hơn. Đấy. Vì sao? Vì nó là ánh sáng trong tối, nó khác với ánh sáng ngoài sáng chứ đúng không ạ? Ở đây thì nó sẽ có cái phần gọi là hút màu ở đây. Chúng ta muốn tả thật còn cho nó thì nó cũng không khó đâu. Đấy, ví dụ thế. Rồi, đấy là khối thứ hai là khối bút. Chúng ta phải hiểu được cái cách thức làm việc của nó thì chúng ta mới làm được các cái việc kia, vẽ những cái nó lớn hơn. Khối thứ ba, trong cái crop này chúng ta sẽ có một cái, thêm một cái artboard nữa nha. Ok, chúng ta làm việc trên Airbus này mà thôi đi, làm kiểu này thì nó hơi rắc rối, tôi sẽ làm trực tiếp trên Airbus này luôn đi. Mới tiếp. Ok, tạo một lớp mới nữa nào. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến cái hình trụ của nó. Giống như này. Cái cách chúng ta, cái việc chúng ta vẽ ra một cái hình trụ hay là vẽ một cái hình gì nó cũng không có gọi là quá quan trọng đối với cái bài này. Nhưng mà chúng ta sẽ học được cái phần ánh sáng của nó nhá. Hình tròn vẽ trước này, sau đó là kích chuột phải chọn Transform Selection này. Cho nó xéo chéo ra như này. Rồi, đổ màu vào đấy. Màu đậm đậm. Ok. Nhân nó ra bằng cách nhân căn chân G. Kéo nó xuống dưới đây. Giữ Shift nó thẳng hàng. Thành cái trụ đấy. Sau khi thành cái trụ rồi thì chúng ta lại tạo một layer mới tiếp.
dùng công cụ hình vuông rectangle tạo ra cho tôi một cái thân của cái hình này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý vẽ trên cái thân này luôn. Màu đậm trước. Vào đi đã. Ok. Cho cái layer thân này xuống dưới cái layer. Đây. Layer này ở bên trên. Layer này ở dưới cùng, layer này ở giữa. Ông này ở giữa này. Thì giảm bớt tim mọi người sẽ nhìn thấy nhá. Đấy. Ok. Bây giờ giữ Ctrl kích đúp vào đây. Chúng ta sẽ vẽ góc cạnh của nó. Để tôi lấy cái hình này sang nữa. Để góc này. Chúng cho cái đuôi vào đây. Tôi lấy luôn màu ở đây. Tôi tăng sáng lên. Tôi vẽ đầu tiên là tôi vẽ hai mép, hai mép tôi vẽ trước, tiếp tục tôi tăng sáng lên, giảm vài tí xuống cho nó bút nhỏ nhỏ hơn chút. Rồi ship nha. Bên này sáng hơn. Tăng sáng lên một chút nữa. Opacity giảm nhỏ. Size bút giảm nhỏ, Opacity vẫn giữ nguyên. Đây. Rồi ship trên, ship dưới. Ok. Sau đó kéo dài cái công cụ ở cái phần này ra. Dùng công cụ cái hình bên dưới này tạo vùng chọn này để chúng ta làm cái khuôn, chúng ta cắt cái phần này đi. Shift F7 dùng E tool cắt xóa. Shift F7 là đảo ngược vùng chọn các bạn nhé. Dùng E tool cứng 100% xóa bắt đầu từ cái mép này. Ok rồi, như thế là chúng ta đã ra được cái hình trụ như thế mà nó đúng với đúng khoa học. Bắt đầu đến hình bên trên, giữ Ctrl cái đuốc vào hình bên trên, vẽ trực tiếp bên đấy luôn, chắc chắn nó sẽ sáng hơn, mọi người nhìn thấy nó sáng hơn đây này, thì lại hút một cái khu vực sáng trung gian ở bên này đưa vào đây. Tiếp tục tăng sáng dần lên. Đấy, cho đến khu vực này nó sẽ là sáng, nó sáng mạnh cái khu vực này này, góc này này. Đấy. Ok. Tiếp đến này, chúng ta đi sâu vào chi tiết một chút đến cái trụ này, chúng ta sử dụng cái trụ này trước đã này. Chúng ta nhìn thấy cái góc này ánh sáng nó vẫn chưa có ánh sáng gì. Ánh sáng môi trường ở dưới nó hắt lên, chúng ta lại phải tạo ra phần ánh sáng môi trường. Đầu bút to lên, Opacity nhỏ lại, quét ngang qua, quét đi quét lại này, càng ngày càng giật ngắn lại này. Đấy, nhỏ lại, tăng cái này lên, tăng nữa lên, xong. Ở đây giảm Opacity xuống một chút để tạo độ sáng mạnh khu vực này lên, nữa là xong. Đấy, chúng ta muốn cho nó bóng bóng thì chúng ta sẽ đưa mấy cái đường đấy, nhưng mà không cho thì thôi. Bớt bớt cái đậm ở đây đi, nó mới ra được cái khối đấy.
Ở đây sáng mạnh lên. Ok. Rồi bây giờ chúng ta tạo một cái nền. Để làm cái gì ạ? Làm cái màu. Nền đây. Nền hình trụ thì cứ bắt đầu đến từ cái góc này thôi. Phần nào nó xa, nó xa nhất đấy. Control Enter. Nền này sẽ phải đổ màu đậm vào thì hút màu đậm trực tiếp vào đây cho nó đậm nhất. Đấy, đổ màu đậm vào. Đổ vào cái màu đậm này vào là mọi người đã thấy là nó có sự khác biệt rồi đúng không ạ? Đây, dùng ESO Tool xóa bớt khu vực này đi. ESO Tool mềm. Vậy thì giảm bớt xuống nhé. Ok. Rồi bắt đầu lại dùng công cụ Blur Tool. Làm mềm với đối tượng ấy. Càng cái xa càng mềm hơn này. Càng Blur. Đấy, cũng ESO Tool thì xóa bớt đi. Rồi này, tiếp tục. Đấy. Ok. Như vậy là chúng ta đã thành công trong cái việc gọi là vẽ được ba cái hình này. Còn một cái hình chóp nữa thì sao? Tôi muốn vậy nhà mọi người tự làm cái hình chóp này. Các bạn tự làm cái hình ngồi ở nhà các bạn làm. Vậy thì cái kiến thức về hướng sáng nó là như thế thôi. Bây giờ tôi lót lại một số cái nữa này ở như bài này. Ánh sáng đập thẳng vào đây. Nhấn mạnh nhé, ánh sáng nó đập vào đây thì nó bật ngược lên. Thì những cái anh nào khu vực như như anh này gần cái nền này này thì nó ra sáng. Trên này sáng sáng nhất thì nó đập đập ánh sáng vào đây rồi thì không nói là gì rồi, ánh sáng chính từ bên phải sang rồi. Khu vực này cũng thế, sáng nhất nhưng mà không phải là góc nào cũng sáng. Trong cái sáng nhất nó sẽ có một góc sáng nhất, góc sáng nhì, góc sáng ba chẳng hạn, đúng không ạ? Hình tròn thì cách đi bút là như thế. Ví dụ muốn đi bút theo chiều dọc thì chúng ta nắn cái này lại xong cho nó thẳng đứng cái đầu bút này lên. Cái này chính là nhấn F5 đấy. F5 này cũng có này. Đây, cũng có nhá. Thì các bạn có thể vẽ như thế này. Vẽ chúng ta phải tính toán và chúng ta phải làm rất là cẩn thận nhé. Không phải là cứ thích là đặt bút là vẽ đâu. Ta phải tính toán từng chút một. Bên nào đậm nhất, đúng không? Chẳng hạn như thế này. Đây đậm nhất này. Đấy, dọc nó phải dọc như thế này nhé mọi người. Đây đây đậm này. Đấy, để mà lúc mà vẽ vào ấy là nó sẽ như thế. Xong ở đây sáng này. Lên như thế là nó lên thôi, nó lên dần thế thôi, êm dần nó lên, nó ra được cái trụ đấy. Ok ạ. Sau, hình chóp thì có thể vẽ như thế để chúng ta nắn nó sang. Ok rồi. À, bài hôm nay thì chúng ta sẽ học cái phần như thế thôi. À, các bạn đừng có nghĩ là cái phần khoa học online thì nó sẽ không có kết quả cao, không phải như vậy. Ở khoa học online thì nếu chúng ta xem video thật kỹ chúng ta sẽ làm rất là ok, không có vấn đề gì cả. Ngoài ra còn có những cái thắc mắc gì các bạn có thể hỏi tôi sẽ trao đổi cùng với các bạn để giải quyết với các bạn các cái vấn đề nhé. Còn bài đúng ra thì chúng ta sẽ phải làm những cái bài nó chất chất như thế này, chất như thế này, vài bài tập. Nhưng tôi muốn các bạn chắc nhất về hình dáng hay là về cách đi bút rồi cậy rồi sử dụng màu rồi những cái kiến thức cơ bản nhất trong cái phần mỹ thuật. Ở đây là phần mỹ thuật, tôi chưa nói đến phần kỹ thuật nhé. Thì các bạn cần phải học như thế các bạn mới có một cái gốc chắc chắn nhất để chúng ta làm việc. Vậy thì cái bài này chúng ta sẽ dừng lại đây.
Các bạn nhớ làm bài tập cho tôi bốn cái hình này nữa. Đến bài tiếp theo chúng ta sẽ vẽ những cái cao siêu hơn. Ví dụ như là khối vuông này và chất liệu này, tôi sẽ dạy luôn cái bài video 3, trong video 3 nhé. Chất liệu này. Đấy. Phần chất liệu và khối vuông này. Vẽ icon này. Đây, icon này. Ok, ai cần đấy. Tiếp đến là phần phong cảnh. Phong cảnh này. Ok. Tiếp đấy là đến cái bài hoàn thiện phong cảnh. Về vũ khí. Về nhân vật. Hoàn thiện nhân vật. Về người, máy, móc. Đây, còn đây là bài tập tham khảo mà tôi muốn các bạn xem. Ok. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn làm bài tập tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.